thấy mèo mẹ van xin cứu con của mình, nhưng cô gái chỉ đứng quay clip khiến dân tình phẫn nộ và sự thật đằng sau. Một cô gái mới đây khi nghe thấy tiếng mèo kêu thảm thiết trước cửa nhà nên mới chạy ra xem thì phát hiện bên ngoài có một chú mèo trắng đang đứng bám chặt tay trước cửa kính rồi kêu la như đang muốn cầu xin một điều gì đó. Nhìn sang một bên thì thấy một chú mèo con đang nằm thoi thóp rất tội nghiệp. Có lẽ em đang bị thương và được mẹ mang đến trước cửa nhà cô gái để cầu xin sự giúp đỡ. Tuy nhiên, thay vì mở cửa để xem xét tình hình cũng như là giúp đỡ hai mẹ con mèo, thì cô gái chỉ biết đứng đó rồi quay lại clip khiến cô nhận về vô vàn lời chỉ trích khó nghe. Ai ai xem được cũng tỏ ra rất bức xúc trước hành động của cô gái. Nhưng thực tế liệu có phải như vậy? Sự thật là sau khi quay xong clip này thì cô gái đã mở cửa và cho mèo mẹ ăn no rồi tranh thủ đưa chú mèo con đến bệnh viện thú y để được bác sĩ giúp đỡ. Rất nhiều người khi vừa xem được cái video này thì đã cho rằng cô gái là một người vô tâm, không biết yêu thương động vật, dù cha mèo mẹ đã vô cùng cầu xin khi tìm đến cô để mong được hỗ trợ. Còn các bạn nghĩ sao về câu chuyện này thì hãy để lại bình luận cho Golden biết với nha. Cảm ơn các bạn vừa xem xong video của Golden, kênh thú vị và hấp dẫn nhất trong cộng đồng yêu thú cưng Việt Nam. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi chúng mình ở video sau nha.